Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà chúng ta phục hồi một cái dạng ảnh bị sọc caro như thế này, làm sao mà làm nó đẹp mà trông giống như thật bằng những cái phần mềm AI mới nhất hiện nay. Thì hiện nay có rất là nhiều những AI để hỗ trợ chúng ta chỉnh màu, lên màu, phục hồi ảnh rất là chân thật và như thật luôn ha. Rồi thì trong video này mình sẽ chia sẻ chi tiết các bạn cách thực hiện từ đầu tới cuối, làm sao cái tấm ảnh này trở nên đẹp và trong sáng ha. Rồi thì trước tiên mình sẽ dùng một cái phần mềm để khử tất cả những sọc caro và lên màu, lên lại nét cái khuôn mặt ha. Hiện tại thì có Tobat Photo AI, sử dụng là Tobat Photo AI. Khi chúng ta sử dụng Tobat Photo AI, khi mà mình vào trong cái phần mềm thì nó sẽ tự động nó xử lý và chúng ta sạch sẽ luôn ha. Tuy nhiên thì nó hơi bị lỗi một chút cái chỗ dùng tóc. Rồi thì mục đích của mình là làm sạch sẽ những cái noi và sọc caro như thế này. Rồi thì bây giờ mình cứ việc sale lại. Rồi thì cái tấm ảnh này mà sau khi chạy Tobat Photo AI thì nó sẽ ra cái như thế này. Rồi công việc tiếp theo là mình phải xử lý bằng cách mình tách nền, tách áo thì cứ cắt ra bình thường thôi. Khi mình cắt mình dựa vào cái file gốc thì mình mới giữ được những cái chi tiết gốc trên một cái tấm ảnh. Như vậy thì mình phục hồi cái hình nó sẽ gần giống với hình gốc hơn. Thay vì mình xử lý bằng mình cắt bằng cái file đã chạy nét rồi thì nó làm nhòe cái hình đi, nên mình cắt nó sẽ không có gần giống với hình gốc, nên mình phục hồi nó ra xin nó sẽ khá là nhiều. Rồi thì bây giờ mình sẽ cắt nó xong rồi thì mình quay lại mình xử lý tiếp. Mình cắt nó toàn bộ nhé. Nói chung cái này là cắt hình cơ bản thôi. Đó, chọn fader làm 2 ha, nhấn thành chọn Z lên. Thì đây là một cái background nền đen, nên mình sẽ tiến hành mình tô một cái nền đen lên trên đây ha. Dùng cái công cụ là chữ Y đi, hút một cái màu đen như thế này, cái màu đen ở đây. Sau đó mình sẽ tô cái màu đen lên, tạo new layer rồi tô cái màu đen lên. Rồi ok, đó thì cái tấm ảnh của mình nó sạch như thế này rồi ha. Đó, công việc tiếp theo là mình sẽ tách những cái phần này ra. Thì bắt buộc mình phải cắt từ phần rồi. Thì muốn xử lý đẹp một cái tấm ảnh đó thì bắt buộc phải làm những cái bước này chứ không còn cách nào khác. Nếu dùng phần mềm mà chạy một cái nó sạch hết cái tấm ảnh nó thì khỏe rồi. Còn lại thì phần mềm nó giúp trong trường hợp này phần mềm giúp hơn 70% rồi, còn lại 30% thôi. Mình chỉ xử lý trên Photoshop cơ bản thôi ha. Mình chỉ cắt và lên màu lại những cái vùng đã bị mất thôi. Đó, thấy không? Rất đơn giản ha. Đó, cái này mình cắt mình phải dựa vào file gốc nữa nè, để mà nó lại bị phạm đi mất một phần thịt của người ta này. Đó, nên chú ý cái phần này. Cái phần này mà nếu như mình cắt mà không có đúng với file gốc á, thì khi mà mình làm cái tấm ảnh xong á thì tấm ảnh nó sẽ khá là khác ha. Đó, nó phải nhiều hơn phần thịt một chút như thế này. Đó, thì mình cứ kết lớp lại rồi sau đó mình sẽ phủ cái vùng thịt bằng cái lệnh chữ B ha, chữ bớt này, bớt mít tuôn á, kéo nó ra. Đó, thấy không? Nói vậy nó sẽ giống như file gốc hơn. Đó, ok ha. Rồi sao lại thì nếu như mình làm cơ bản như thế này trước á thì các bước sau á thì cái tấm ảnh nó làm nó sẽ thiệt hơn. Cái file gốc nó giống nghĩa là nó đã mờ, nó đã xấu rồi. Nếu như mình kêu AI mà làm theo cái này á thì nó dựa cái file gốc xấu nó làm lên cũng xấu thôi. Nếu như mình làm cái file gốc, cái file mà sạch sẽ như thế này á thì mình đưa lên cái phần mềm AI á, thì nó sẽ hiểu là làm cái tấm ảnh đẹp lên thì nó mới làm được ha. Đó, thì trong trường hợp này mình phải chấm từ phần thôi chứ không còn cách nào khác ha. Mình phải chấm nó đi cho nó sạch đẹp, đặc biệt là phải làm lúc nào cũng phải mở file gốc lên để coi xem nó có thiếu hay có giống hay nghe hay là thiếu hay là khác như thế nào để mình biết mình điều chỉnh cho nó gần giống như file gốc. Tại vì mỗi lần làm là mỗi lần khó ha, nên chú ý một chút. Cái phần tóc của người nữ này không hình dung ra được, đó nó hơi bị thiếu nên bây giờ mình phải copy lại nữa ha. Nó dựa vào cái file gốc cứ copy lên hoài vậy đó. Rồi cái này phần tóc này thì mình sẽ điều chỉnh lại sau, để có tóc người nữ đôi khi mình không có hình dung ra được là nó như thế nào nè, chỗ này nó bị mất khá là nhiều. Rồi bây giờ mình phải tách cái phần áo lại ha, để mình lên màu lại cái phần áo thì nó sẽ mình chỉnh lại cái phần áo bằng Photoshop thì nó sẽ đẹp hơn. Thì những cái sọc caro này thì mình phần mềm nó đã tẩy hết rồi, bây giờ nhiệm vụ còn lại là mình chỉ tách ra từng cái áo nè để mình chỉnh màu lại thì nó sẽ đẹp hơn. Cái phần lam lam ở dưới đây thì mình không cần làm gì hết ha. Một lát mình sẽ dùng cái laser mask để mình bôi nó đi. Đó, một cái áo ha. Nhớ copy từ cái file gốc lên nha, cái file background ở dưới nè. Đó, tới cái áo của người nam cũng vậy luôn. Mình lúc nào mới dựa mùa vào cái file gốc như thế này để mình cắt lại cái áo thì trông nó thiệt hơn.
Nếu muốn làm thiệt thì phải dựa vào phải gốc toàn bộ. Để mình chỉnh lại từ phần thì nó sẽ thiệt hơn. Đó. Thì quá trình làm thì nó như vậy, nó hơi lâu một chút ha. Chọn feather 2 luôn. 2 hoặc 3 tùy ha, dựa vào feather width. Rồi, bây giờ mình đã tách hai cái áo ra rồi, giờ mình khỏe rồi ha. Phòng nền đã sạch sẽ rồi. Hai cái áo thì về cơ bản thì mình chỉ nâng sáng lên là được ha. Đó. Nâng sáng lên, rồi sau đó mình sẽ vào trong cái phần camera raw để chúng ta lọc đi những cái bụi nhẵn nha. Những cái bụi nhẵn này vào camera raw, rồi sau đó mình sẽ dùng cái lệnh là noise reduction nè, kéo cái thanh này. Kéo cái thanh này giảm xuống thì nó sẽ làm sạch một phần bụi đi nè ha. Đó. Rồi cái phần mà cái cọng dây chuyền này á, cái kiềng này á, một á là ghép, hai là mình sử dụng cái phay gốc luôn, mình chịu khó mình cắt lại luôn. Mình cắt lại giữ lại cái cọng dây chuyền này riêng luôn ha, tại vì trong quá trình làm nó bị nhòe mất rồi nên bắt buộc phải phục hồi lại. Thường thì nếu như ghép được thì ghép, còn không ghép được thì cứ tận dụng vào cái phay gốc mà làm ha. Nhấn là Gen Z lên đó. Rồi cọng dây này thì dễ rồi, cứ tiếp tục dùng camera raw để mà làm cái cọng dây này. Thì cứ yên tâm, cái trong cái quá trình mà giữ lại những chi tiết này á, thì bước cuối cùng cái phần mềm nó sẽ tái tạo lại cho mình cái cọng dây này rất là đẹp ha. Mình chỉ giữ lại cái dáng thôi là được rồi. Đó. Ok, xem lại. Đó. Rồi. Thì cái phần áo này á, thì mình sẽ, nó còn bụi nhiều thì mình cứ chấm bụi thôi, chấm có gì á. Phần bụi này mình cũng dùng chữ B luôn ha, Best Mid Tool. Cái công cụ này nè nha, Best Mid Tool nè, chữ B. Rồi, sau đó là cứ tút nó đi. Ở đây mình khóa cái lớp laser lại để mình tút, nó sẽ không bị lem qua cái áo bên kia. Thì những cái phần này bắt buộc mình phải chấm bụi rồi chứ không còn cách nào khác. Hoặc là dùng Photoshop AI để xóa bụi thôi. Thì cái phần này là cái phần áo nên mình sẽ dựa vào cái phay gốc nè, mình tút lại cho nó giống theo cái khối của cái áo á, để mà khi mà mình dùng AI tái tạo lên thì nó trông nó thật hơn. Thì mình phải tạo ra một cái dáng của cái áo trước cho nó sạch sẽ thế này nè, thì AI nó mới hiểu là đây là một cái áo màu trắng, nó mới tái tạo cho mình được, chứ không có thể nào mà bắt nó mô tả trực tiếp từ trên cái file gốc được. Thì AI nó dựa vào cái file gốc này nè, nó tái tạo lên, nên cái file gốc xấu á, thì nó làm xấu, còn file gốc đẹp thì nó làm đẹp hơn nha. Nên cần chú ý ha. Rồi, cái phần áo của người nữ xong, giờ tới phần áo của người nam. Cũng tương tự như vậy thôi, dùng camera raw nè, mình làm cho nó sạch đi, sạch những cái bụi nhẵn đi, sau đó mình chỉnh màu đơn giản thôi. Nói chung là chỉnh làm sao mà cái áo nó đậm đà, rồi sau đó mình dùng công cụ brush để mình xóa nó đi, hoặc là mình dùng cái chấm đi ha, dùng cái healing để mình chấm đi cũng được. Nói chung là làm cách nào cũng được, miễn sao nó sạch bụi thôi, sạch bụi, sạch sẽ là được. Đó. Thì chỉ cần vài bước này thôi là mình có thể xử lý được cái dùng áo rồi ha. Đó. Tại dùng áo này thì mình phải vẽ lại cái chi tiết nhỏ thôi, để cho cái AI nó hiểu và nó sẽ làm cho mình khi mà cái bước cuối cùng đó. Ok đó, nhớ khóa cái lớp laser lại, ở đây là khóa cái lớp laser lại để mà khi mình chấm sửa thì nó sẽ không bị lem qua cái áo khác. Khi mà khóa lại thì nó sẽ không có bị lem qua cái áo khác nha, còn không khóa lại nó sẽ bị lem ra ngoài. Khi mà dùng cái công cụ Best Mixer này, nó sẽ bị lem ra ngoài liền đó. Rất là dễ ha. Đó. Nói chung tấm ảnh này thì nếu như chia ra làm thì chỉ cần vài bước thôi là xong rồi. Rồi cái phần tóc thì thường cái phần tóc này mình sẽ chỉnh đậm xuống ha. Tại vì cái tóc này nó hơi bị ấy nè, mình cứ khoanh dùng tóc thôi. Thường mình một là cắt ra, hai là mình khoanh dùng trực tiếp lên đây. Sau đó mình chọn fader cao một chút, fader từ 10 tới 20 tùy ha. Ở đây mình chọn 15 đi. Rồi sau đó mình sẽ đứng ngay lớp laser người nè, chỉnh đậm xuống. Thì phần tóc thì chỉ có vậy thôi là xong. Rồi. Thì chỉ vài bước thôi là mình có thể mình làm được cái tấm ảnh nó sạch sẽ ra. Rồi, công việc còn lại thì mình sẽ sử dụng AI để mình làm sạch nó. Cái phần áo này nó bị lem ở chỗ này ha, nên mình sẽ bôi nó đi. Mở khóa ra bôi nó đi. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chấm cái phần tóc bằng cái vẫn tiếp tục camera raw, cái lệnh noise reduction đó, nó lưu ở trên đây này nha, nên chỉ cần chọn cái lệnh là xong, không cần phải chọn lại cái camera raw nữa, tại nó lưu cái lệnh ở trên đó rồi. Đó. Rồi ok ha. Rồi làm tới đây thì những cái tấm ảnh này là mình chỉ ứng dụng các phần, những cái phần mềm AI còn lại là sẽ xong nha. Bây giờ mình sẽ save lại đi.
xeo lại cái đuôi, mình sẽ làm cho nó sạch luôn cái phần này. Rồi bây giờ mình sẽ xeo lại cái đuôi JPEG nha, cái đuôi JPG để mình đẩy phần mềm thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi thì làm tới đây thì mình mở cái đuôi JPEG ra thì mình thấy cái tấm ảnh của chúng ta nó hơi đục nè, nên bây giờ mình sẽ dùng cái auto color đó. Auto color thì nó làm tấm ảnh mình trong lại nè. Rồi cái thứ hai mình cũng tiếp tục dùng Topaz Photo AI luôn. Nếu các bạn nếu mình sử dụng được cái HiPA Photo thì nó sẽ sạch hình đẹp hơn, còn cái này mình dùng Topaz Photo AI thì cũng được ha, cứ chọn phát model thôi, và sau đó kéo cái thanh làm nét lên là được. Ok ha, kéo thanh làm nét lên thì tấm ảnh chúng ta nó ra được một chút nét thôi, tuy nhiên thì nó không có đẹp lắm nha. Yeah. Rồi giờ mình sẽ xeo lại đi đó. Rồi hình nó nét hơn chút rồi, nhưng mà cái môi nó bị lỗi nè, nên mình sẽ chấm cái phần môi lại đi. Bây giờ lỗi chỗ nào thì mình chấm chỗ đó thôi chứ không còn cách nào khác. Nếu như mình cũng là tấm ảnh này mình dùng bên HiPA thì nó sẽ đẹp đó, thì cũng là cái tấm ảnh này, nếu như mình có phần mềm HiPA AI thì nó sẽ làm cho cái môi nó sạch sẽ và nó đẹp hơn này ha, và cái áo nó cũng trong hơn nữa. Rồi thì nếu như không có HiPA thì mình cũng có thể sử dụng Topaz Photo AI, nhưng nó hơi cực một chút ha. Đó giờ những cái lỗi nhăm nhăm như thế này nè mình phải tuốt lại cho nó sạch sẽ đi, và sau đó mình sẽ dùng một ứng dụng cuối cùng để mình tăng nét nó lên thì nó sẽ như thiệt thôi, không có gì ha. Cái phần này thì mình chỉ làm sơ thôi nha, chứ không có cần phải quá chi tiết ha, chỉ làm cho nó có cái dáng thôi, là còn lại là AI nó sẽ làm cho mình không cần phải tốn nhiều thời gian trong cái đó, nói chung là tuốt sơ lại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tuốt sơ sơ lại đi cho nó gần giống với cái hình gốc là được rồi. Người nam xong á thì mình sẽ tiến hành mình xem cái người nữ nha, người nữ coi nó giống hay không. Thì trong trường hợp này người nữ nó có một cái hai cái bông tai nhỏ như thế này, nên mình sẽ copy lại từ phải gốc nha, copy lại từ phải gốc tặng cho nó chính xác cái vùng bông tai á, mình sẽ giữ lại. Rồi hình này thì khách yêu cầu trắng đen nên mình cũng không cần phải xử lý màu, nên mình chỉ làm tới đây thôi, và sau đó mình save cái file này lại, đưa qua cái KRI để mình tăng nét photo enhancer ha. Rồi mình bỏ cái tấm ảnh mình vừa xử lý xong, mình quăng qua trong đây. Thì trong đây thì cái bước cuối cùng thì phần mềm nó sẽ tự động nó làm cho mình. Rồi thì ở đây thì mình sẽ chọn là cái phần clarity này thì mình sẽ chọn ít thôi, tại đây là cái độ vẽ của tấm ảnh, và cái phần này là cái độ giống của tấm hình. Ví dụ như mình muốn giống bao nhiêu phần trăm thì mình cứ kéo lên khoảng 50% đi ha. Rồi đây là cái độ nét, nếu như cái độ nét quá cao thì nó sẽ khác, nên mình sẽ chọn phần cũng khoảng 50 thôi, để mặc định 50 lên và nhấn enhance là nó sẽ tự động nó làm. Rồi thì làm tới đây thì cái tấm ảnh của mình nó sẽ được 80% rồi ha. Đó nếu như mình kéo cái thanh này lên càng cao thì cái độ giống nó càng cao ha, và cái thanh này càng lên thì cái độ nét nó càng sắc nét hơn. Thì trong trường hợp này thì cái kiềng áo và cái cổ áo và cái áo nó đã lên chi tiết rồi nè, và cái vùng tóc vùng mắt nó đã lên rồi. Bây giờ mình sẽ kéo thêm một cái lệnh cho nó tăng cái độ giống với lại tăng cái độ nét lên xem nó như thế nào. Thì đây là cái tấm ảnh thứ hai, khi mà mình kéo cái độ nét lên thì cái tấm ảnh nó sắc nét hơn này ha, nên chú ý khi mà dùng cái dịch lệnh mà tăng nét quá cao như thế này thì nó làm cho cái tấm ảnh chúng ta nó sắc nét lên, nhưng mà cái độ khác nó cái độ nét của nó làm đi khác đi cái tấm hình nha, nên mình cần lưu ý. Nếu như trong trường hợp này mình chỉ sử dụng cái lệnh đầu tiên là được rồi, hai cái tấm ảnh này nè, thấy không, cái lệnh đầu tiên là nó gần giống hơn, còn cái lệnh thứ hai thì mình đã kéo cái độ nét lên khá là cao nên cái hình nó sẽ khác nha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái tấm đầu tiên mình tải về. Rồi sau khi tải về thì mình sẽ sử dụng cái tấm này mình bỏ qua cái hình này nó. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là mình sẽ copy lại cái hai cái khuôn mặt thôi ha, tại cái tấm ảnh này mình làm tới đây là nó đã quá là sạch sẽ rồi. Bây giờ công việc còn lại là mình chỉ copy hai cái khuôn mặt để mình lấy lại cái hình gốc nha. Thì thường thì sẽ copy hai khuôn mặt là được rồi, tại vì dùng áo là mình đã tái tạo bằng AI thì nó đã đẹp rồi, nên mình sẽ giữ là dùng áo, chỉ có hai cái khuôn mặt này là khác thôi, nên mình sẽ cái phần này mình sẽ bôi nó hơi kỹ một chút. Ví dụ như mình sẽ giữ lại cái vùng tóc này trên đây thì mình cứ dùng gương mình bôi thôi ha, nó dùng gương mình bôi thôi. Cái phần mắt này nè nó hơi bị khác một chút nha, nên khi mà mình làm xong mình sẽ chỉnh cái phần cái con mắt này cho nó đều lại, một bên nó không đều màu rồi. Đó, mình sẽ bôi, mình lấy lại những cái chi tiết nào mình cần lấy, như cái vùng môi nó đã bị lỗi nè, nên mình sẽ dùng lấy lại cái môi nó, cái lỗ tai nè ha, cái cổ thì nếu như nó khác quá nhiều thì mình không nên lấy cái cổ của AI mà lấy cái cổ của file gốc là tốt nhất ha. Lỗ tai nè, mắt nè, đó, chân mày nè, chân mày của người nữ nè,
thì phục hồi AI á, nó khó ở chỗ á, là nó làm những cái chi tiết mà trên tấm ảnh á, nó khác rất là nhiều. Nếu như mình làm không khéo á, thì nó sẽ khác cái tấm ảnh gốc rất là nhiều nha. Nên mình những cái chi tiết nào mà khác nhiều nhất, thường á, dùng môi với dùng mắt á, nó sẽ khác rất là nhiều đó. Nên mình sẽ chịu khó một chút ha, chịu khó là mình phải bôi từ 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 zoom lớn tấm ảnh lên nó, phải bôi lên như thế, phải bôi với cái opacity thấp thôi ha, khoảng chừng 50 hoặc là 70 tùy theo khu vực, để làm cho tấm ảnh nó giống. Rồi ok rồi đó, dùng tóc là quá ok rồi, dùng áo là ok rồi, kiềng thì cũng ok rồi. Rồi do tấm ảnh này làm trắng đen nên mình sẽ không có lên màu nha, chú ý chỗ này, mình chỉ làm cái màu nó cổ cổ xưa xưa như thế này thôi, rồi sau đó mình chuyển qua trắng đen luôn. Hoặc là mình lưu lại hai cái file cho khách, một cái file là file gốc như thế này, là file 01 ha. Ok, file 0001 đi. Đó, đây là cái màu gốc nè. Đó, rồi, bây giờ cái tấm hình của chúng ta như thế này. Rồi thì bây giờ mình cũng dẫn dựa vào file gốc để mình kiểm tra lại ha. Nếu mọi thứ ok rồi thì mình sẽ chỉnh sơ lại một lần nữa. Đây là cái dùng mắt bên đây nó không có đều nè. Đó. Rồi, bên đây cũng vậy luôn. Cái màu nó không đều ha. Nên mình sẽ chỉnh lại một lần nữa. Thì chỉnh hình nó hơi kỹ một chút. Rồi, thì bây giờ mình làm trong quá trình làm thì mình xem lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành xử lý cái vùng tối ở dưới đây. Thì cái vùng tối dưới đây thì mình chỉ cần tô màu, mình hút cái màu này nè, mình tạo một cái lớp layer ở trên. Sau đó mình bôi đen ha. Bôi đen nó đi. Rồi, sau đó thì mình chỉ việc dùng cái lệnh cụm gươm á để mình làm như thế này nè, mình tạo một cái lớp màng mờ như thế này nè. Tại vì cái hình gốc của nó là nó lem lên như thế. Bây giờ mình sẽ tạo ra như thế. Rồi. Sau đó thì mình sẽ save lại. Ok ha. Rồi. Thì tấm ảnh này trắng đen á nên mình sẽ lấy cái file JPEG mình vừa mới save á, mình chuyển qua trắng đen là xong. Rồi, nó. Rồi đây là cái file hoàn thành nè, cái file mình chuyển qua trắng đen đây, còn cái file mà số 1 đây. Rồi. Đó. Rồi vậy thì cái tấm ảnh này mình làm xong rồi ha, nó đơn giản vậy thôi. Trong nét và như thiệt ha. Ok. Nói chung á là nó hơi khó ở chỗ á là chúng ta phải phải chia ra từ phần. Trước tiên á là mình phải chia ra từ phần thì mình cắt nó ra để mình xử lý sơ trên Photoshop để AI á, khi mà cái bước cuối cùng á AI nó sẽ nhận diện cho mình chi tiết, rồi sau đó mình mới hoàn thành cái file hoàn thành theo yêu cầu người ta. Thay vì mình lên màu á thì mình cái dùng cái file này nè, mình sẽ chuyển nó lên màu rất là dễ. Khi mà dùng cái Natural Filter á, nếu như khách yêu cầu lên màu á thì mình chỉ cần chuyển qua coloration, rồi sau đó thì nó sẽ tự động nó lên màu ha. Nó lên màu, rồi sau đó mình giảm xuống cái màu tương đối thôi, cần chỉnh sơ sơ là được. Cái áo này á, là nếu như mà mình chỉnh nó thì mình sẽ chuyển nó về cái màu trắng đen nha, chứ không phải cái màu này nha. Do cái file gốc nó là trắng đen, người ta muốn trắng đen thì mình giữ cái áo nó hơi vàng vàng như thế này nè. Khi mà chuyển qua trắng đen á thì cái áo nó đậm đà, nhìn nó thiệt hơn thay vì cái áo màu trắng á. Đó. Nếu lên màu á thì cái áo màu trắng, còn cái cà vạt thì màu đen nha. Thôi mà trong trường hợp này thì khách yêu cầu là làm cái hình trắng đen nên mình làm tới đây á là ok rồi, tấm ảnh nó đã khá là ổn rồi. Rồi vậy không, rồi vậy là xong.